Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Quay trở lại với kênh của Đồng Hồ Minh Triệu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm đến từ nhà Todo mang một thiết kế cực chất dành cho các anh em. Bây giờ hãy cùng mình đi tìm hiểu chi tiết về chiếc đồng hồ này ngay nhá. Chiếc đồng hồ mà mình đang cầm trên tay là một chiếc thuộc nhà Todo, một thương hiệu khá nổi tiếng tại Thụy Sĩ, được mệnh danh là người em trai của thương hiệu Rolex đình đám. Chiếc này có mã quốc tế là M91650-0002. Sở hữu mặt dial màu đen huyền bí cùng phong cách trẻ vân Guluche cực kỳ độc đáo đã làm cho chiếc Todo của chúng ta trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Cọc số trên chiếc này được thiết kế theo dạng số phổ thông kết hợp với cọc số vạch cách điệu để tạo sự độc đáo, với các múi giờ 2, 4, 6, 8, 10 và 12 được thiết kế theo dạng số phổ thông cực kỳ rõ nét kết hợp cùng với các cọc số vạch hướng vào phần trung tâm dial để mặt số trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Với các cọc số toàn bộ được cấu tạo bằng chất thép 316L vô cùng sáng bóng và bền bỉ, đầy nổi bật với sự tương phản trên nền dial đen. Chiếc Todo của chúng ta được nhà sản xuất đặc biệt thiết kế tính năng ô lịch ngày tại góc 3 giờ. Một múi giờ vô cùng quen thuộc đối với những sản phẩm đồng hồ sở hữu tính năng này. Ô lịch ngày tuy nhỏ nhưng có thể giúp anh em rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Hai kim giờ và kim phút trên chiếc này được thiết kế theo dạng kim lưỡi kiếm cực kỳ khỏe khoắn và mạnh mẽ. Toàn bộ cả hai kim đều được cấu tạo bằng chất thép 316L cực kỳ sáng bóng trên nền dial đen. Phía trên góc 12 giờ là hình chiếc khiên, là logo của thương hiệu Todo, tượng trưng cho độ bền bỉ và đáng tin cậy, giống như là những chiếc đồng hồ chất lượng cao của thương hiệu này. Góc 6 giờ là dòng chữ rotor self-winding, là tính năng lên dây cót tự động với bộ máy đến từ Thụy Sĩ. Với size mặt là size 41mm, đây là một size mặt khá to đối với cổ tay của nhiều anh em. Do đó, với các anh em cổ tay trung bình và tay to khi lên tay sẽ phù hợp hơn. Phần thân vỏ toàn bộ được cấu tạo bằng chất thép 316L cực kỳ sáng bóng và bền bỉ, mạnh mẽ theo thời gian, kết hợp cùng với mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em có thể tránh được những vết xước. Phần hông và phần niềng được thiết kế trơn bóng lại càng làm cho phần mặt số của chúng ta trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Phần núm trên chiếc Todo của chúng ta được hoàn thiện rất chi tiết. Chiếc đồng hồ này được trang bị một chiếc núm dạng skew down, là núm vặn cổ chai để giúp tăng thêm độ chống nước trên chiếc đồng hồ. Xung quanh núm được hoàn thiện các cạnh khía để giúp anh em có thể dễ dàng lên cót, cũng như là kéo núm ra điều chỉnh các tính năng lịch ngày và giờ. Chiếc Todo của chúng ta được trang bị một bộ dây kim loại 7 chỉ với 4 chỉ to và 3 chỉ nhỏ, đầy độc đáo. Trung tâm phần khóa được chạm khắc tên thương hiệu Todo. Toàn bộ phần dây và khóa đều được cấu tạo bằng chất thép 316L cực kỳ bền bỉ và sáng bóng. Chiếc Todo của chúng ta được trang bị một bộ khóa gập cực kỳ độc đáo. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với mặt sau của chiếc đồng hồ. Mặt sau được thiết kế kín máy. Chiếc Todo của chúng ta được trang bị bộ máy Calibre T601 với 25 chân kính, tần số dao động là 28.800 VPH cùng với khoảng 38 giờ tích cót, được bay trên nền tảng cỗ máy ETA 2824-2 huyền thoại.
là một cỗ máy vô cùng bền bỉ và mạnh mẽ theo thời gian. Bên ngoài phần mặt đáy không được chạm khắc quá nhiều thông tin, chỉ có tên thương hiệu Tudo Geneva được hoàn thiện rất chi tiết. Chiếc Tudo của chúng ta có độ chống nước cực khủng là 10 ATM, tương đương với 100 mét nước. Anh em hoàn toàn có thể đi mưa, rửa tay hoặc là đi bơi, đi tắm, thoải mái mà không lo vào nước. Trên thị trường hiện nay, chiếc Tudo đang được bán với mức giá retail khá cao, loanh quanh khoảng hơn 50 triệu. Bên mình mới về một sản phẩm lướt, đã qua sử dụng nhưng tình trạng vẫn còn rất mới. Giao lưu anh em mức giá cực tốt chỉ 32 triệu đồng. Vừa rồi mình đã cùng anh em chiêm ngưỡng tân cảnh vẻ đẹp của chiếc Tudo này. Và nếu anh em quan tâm, anh em có thể đến ngay địa chỉ đồng hồ Minh Triệu, 217 Thị Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em được kiểm tra hàng và thanh toán cho bên chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% để bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.